xin chào các hành khách của hành trình bốn phương tôi là kim tuyến ngày hôm nay tôi sẽ cùng các bạn khám phá những vùng đất mới trên mảnh đất xinh đẹp hình chữ s nói đến hạ long không một người việt nam nào mà không biết những quần đảo núi non hùng vĩ nhưng ít ai biết đến thưởng ngoạn hạ long bằng du thuyền đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và khác biệt du thuyền sẽ lướt qua các quần đảo một cách nhẹ nhàng từ ngày sang đêm bạn như tách biệt hoàn toàn với thế giới bộn bè lo toan. Đến đây, bạn chỉ muốn tắt điện thoại, không wifi, không công việc để tận hưởng cuộc sống đẹp đến nao lức lòng người. Đón những ánh nắng bình minh cùng với những làn gió rong ruổi khắp trời đất, những tia nắng đầu tiên, lấp ló xuất hiện sau những đỉnh núi hùng vĩ, khiến ta ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đặc biệt, bạn sẽ được chứng kiến sự giao thoa văn hóa Đông Tây và vô cùng tự hào về ẩm thực Việt bởi vì người nước ngoài họ háo hức vô cùng để ghi danh mình vào bảng vàng những người làm nem ngon nhất. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, hãy cùng theo chân tôi để trải nghiệm thực 3 ngày 2 đêm trên du thuyền Hạ Long Mon Cherry.